Trong canh tác lúa mùa vụ thu đông, phương pháp xả khô thường được áp dụng trên chân đất ruộng gò ở vùng Đông Nam Bộ. Để đạt hiệu quả cao, bà con cần có những lưu ý gì, nhất là quy trình bón phân cho lúa? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng vào ngày 6 tháng 8 năm 2023. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.